15 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, trên địa bàn huyện đã xảy ra trận mưa đá kết hợp lốc xoáy, khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, một người bị thương. Trước đó vào khoảng 17 giờ 35 phút ngày 14 tháng 4, tại một số xã của huyện Kỳ Sơn như Bảo Thắng, Bảo Nam, Hồi Tụ, xảy ra hiện tượng mưa đá kết hợp với lốc xoáy, gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu, trường học. Mưa đá và lốc xoáy còn khiến một người dân ở xã Bảo Thắng đá rơi trúng đầu, phải vào điều trị tại trạm y tế xã. Ngay sau khi mưa đá, lốc xoáy xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng, nguồn lực hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng mưa đá này, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, là do không khí lạnh yếu từ phía Bắc tràn xuống trên nền nhiệt độ tương đối cao, tạo điều kiện cho các khối khí xáo trộn mạnh. Từ đó, những đám mây đối lưu phát triển, gây ra những trận mưa dông kèm theo sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.